Anh đưa alo. Anh đưa alo đẹp trai quá. Có hiểu. Phải treo ngược lên á. Không, cái đấy không treo được, cái đấy nó... Mà cái này mình không lắp, mình không biết. Có chứ, sầu riêng thích. Mình cũng thích ăn sầu riêng. Mình với vợ mình Tuti thích nhiều hơn. Tuti với vợ mình thích nhiều hơn. Ui, sầu ở bên này bán là ship ra đây nha mọi người. Một cân là hôm mình mua, mình mới cả à, Linh hôm trước mua một quả về để làm video với cả để ăn uống. Ở bên này là hình như rơi vào tầm 200 đô rồi đó. 250 đô một quả, 2 cân rưỡi. Hình như không được 2 cân rưỡi, 2 cân 2. Cuối năm hết em mấy anh lớn về với Linh làm mega live buồn luôn. À vậy à? Bạn Tiến có suy nghĩ gì tới việc mở trang trại sầu riêng bên Angola không? Ui, cái này thì phải chuyên gia nông nghiệp thì mới phân tích được chứ, còn mình thì làm gì có biết gì về trồng, nó chỉ biết ăn thôi. Nói chung là cái về cái vấn đề mà vụ sầu ấy thì mình cũng không muốn bàn cãi đúng sai ở đây, cũng muốn không muốn phân tích. Mình thì mình xem rồi nhưng mà mình cũng không muốn nhắc đến những cái ồn ào như thế nữa. Tại vì bây giờ có thể là mình phân tích ra thì cũng có thể là hài lòng được nhiều người mà là fan của Quang Linh. Tại vì theo quan điểm của mình thì mình rất là hiểu Linh, ở cùng với Linh rất là lâu, mình rất là hiểu. Thì có thể là làm hài lòng mọi người ở đây, nhưng mà còn hài lòng các bạn thì cũng làm cho người khác không hài lòng hoặc là buồn. Nên thôi, chuyện qua rồi hoan hỉ thôi, có gì đâu. Xem nhiều càng bực, lên theo ý của Linh mà. Đúng rồi mọi người, tính Linh hay lắm. Mọi người ở cùng thì mọi người mới biết được, hay kỳ luôn. Mình cũng từng có những cái vấn đề mà mình làm kiểu như là nó bị sai một luôn đấy, nó sai rành nó luôn đấy. Mình nghĩ là ông này kiểu gì cũng sẽ nếu là bản thân mình thì mình cũng sẽ phải gọi là kìm hết cỡ, thì mình cũng phải nói vài câu cho nó gọi là há giận. Ví dụ gọi là ui giời, anh làm cái này không được rồi, toang rồi. Nhưng mà Linh thì không, Linh mà ui xin kệ, chả sao đâu anh, tính Linh thế mà. Ví dụ như mình sai, mình nghĩ là kiểu gì thôi xong rồi, mình bị làm cái việc này nó bị hơi gọi là nó hỏng rồi, mà mình biết là mình sai rồi, mình nghĩ kiểu gì Linh cũng sẽ bảo là ui giời, anh lại làm thế này thì toang rồi. Thì ví dụ như anh em thân thiết thì không bao giờ mắng chửi nhau hay gì to tiếng cả, nhưng mà kiểu gì cũng nói như thế. Nhưng mà tính Linh hay thì Linh, kể cả trong anh em trong nhà ấy, rất là nhiều người làm gọi là sai, hoặc là làm sai nhiều thứ đó. Hoặc là làm những cái nó không hẳn là sai nhưng mà làm nó không đúng, nhưng Linh không nói gì. Tính Linh hay thì Linh bảo là ui gì kệ, có gì đâu anh. Mà mình thì trong thâm tâm mình thì mình thấy cũng bị kiểu ngại, ví dụ như là mình làm một cái gì ấy, thực ra mình thì chả làm cái gì có hại cho Linh cả hay là gì cả, nhưng mà mình tự cảm thấy cái bản thân mình nó trong một cái công việc gì đấy, mình tự cảm thấy nó làm như vậy thì nó không biết có ảnh hưởng gì không. Mình cũng hỏi ông Linh, ui giời, không sao đâu anh, không phải suy nghĩ đâu, có gì đâu mà. Linh nó bao dung cực kỳ luôn các bạn, bao dung cực kỳ luôn. Mình thì đi cạnh Linh cũng nhiều, có những cái việc mà người khác mà nhìn rõ ràng người khác là lợi dụng Linh luôn,
hoặc là vì một cái mục đích khác, nhưng mà mình thì mình nhìn thấy thì mình cũng bực ấy, thì mình cũng đứng ra bảo vệ, nói này nói kia. Lúc đấy là đóng vai ác rồi, nhưng mà cuối cùng quay ra thì mình thấy ông em mình, ôi giời, cãi đi, không vấn đề gì đâu anh. Tính Linh hay mà. Tính Linh thì hay đùa, hay vui. Mình chưa bao giờ thấy gọi là ông ấy gọi là bị gọi là phật ý một cái gì với ai mà ông ấy gọi là tức đâu. Thế như đúng hình như là từ ngày chơi cùng với Linh chưa bao giờ thấy ông ấy tức. Chưa bao giờ thấy ông ấy tức với ai. Mai mốt Linh sang anh dẫn Linh đi chữa lành nha. Được. Làm quả đi sang đảo. Lâu rồi anh em cũng chưa tụ tập mà. Cũng muốn mời tất cả anh em dưới team lên trên này đi ra biển chơi một 2 ngày 1 đêm. Sang đảo chơi. Các bạn cứ vào đây hỏi ăn sầu không. Mình thì đang thèm. Sang đảo chơi quả sinh tồn. Nhưng mà phải đi được hết cơ. Đi được hết anh em cơ. Vui. Khả năng mùng 2 tháng 9 rủ anh em dưới đấy. Mời anh em dưới đấy lên trên này chơi chuyến. Ủa anh Đông Hoa Lù lâu lâu giờ không thấy lên clip anh Tiến. Anh Đông á. Thế mình cũng không biết, đợt này cũng không ấy. Thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện cho anh em đấy thôi, chứ cũng không cập nhật thông tin nhiều ở dưới đấy. Thỏ nuôi là đúng đắn nhất. Mà thấy ngu lắm. Chẳng có sức kể. Thật kể từ khi xem Linh cách mấy năm chưa thấy mặt Linh buồn hay thể hiện buồn bã. Không, nói chung là ý nói là không thấy, không Linh thì không biết tức người khác, mặc dù là người khác làm sai hay là cái gì đấy thì tính Linh bao dung. Hello anh Giai. Anh ngợi đang dự định mùng 2 tháng 9 mời tất cả anh em dưới đấy lên trên này anh em làm chuyến đi đảo nha. Mời cả team luôn. Làm chuyến sinh tồn ngoài đảo hoang.